trăng hoa. Cuộc đời này có được mấy lần 10 năm, sống làm sao khi khó còn được có những người thăm. Nhắm mắt vào hồi tưởng chẳng có đâu mà dài, cũng như em cây ta vẫn tự hỏi nhiều khi đánh vô là ai. Chiều về tổ sáng thì kiếm ăn, ngày mai mới